chào các bạn. Hiện giờ mình đang có Samsung Galaxy S7, hàng chính hãng, sử dụng chip Exynos 8890 và LG G5 phiên bản sách tay Hàn Quốc, sử dụng chip Snapdragon 820. Hôm nay chúng ta sẽ có một màn so sánh tốc độ truy xuất dữ liệu giữa bộ nhớ trong, thẻ nhớ cũng như là cổng USB. Thì mình sẽ có 3 phần trong cái bài viết này, bao gồm một cái phần để kiểm tra tốc độ truy xuất dữ liệu giữa bộ nhớ trong bằng cách copy qua lại giữa hai thư mục, một tập tin giữa hai thư mục. Tiếp đến là chúng ta sẽ so sánh tốc độ chép ra, chép vào từ bộ nhớ trong qua thẻ nhớ, và cuối cùng là kiểm tra tốc độ truy xuất dữ liệu qua cổng USB. Thì trong đó G5 dùng USB Type-C và S7 dùng USB Micro USB 2.0. Và bây giờ xin mời các bạn theo dõi bài test. Đây là bài thử để test tốc độ truy xuất thẻ nhớ và bộ nhớ trong. Ở đây mình có thẻ nhớ Samsung 128GB Pro cộng U3. Thì cái thẻ này cho tốc độ truy xuất về lý thuyết là 90MB tốc độ ghi và 95MB trên giây tốc độ đọc. Mình sẽ gắn vào Galaxy S7. Và đây, mình sẽ tiến hành bài thử đầu tiên cho Galaxy S7 chép từ thẻ nhớ ngoài vào bộ nhớ trong. Chúng ta có một cái tập tin là dung lượng 2GB. Rồi sẽ chép vào bộ nhớ trong. Mình chọn thư mục download của bộ nhớ trong chẳng hạn. Và mình sẽ bấm 1, 2, 3. ES File Manager thì nó có hỗ trợ cho chúng ta coi được cái tốc độ khi mà chép file. Thì đây là file đơn thì nó có cái tốc độ truy xuất là trên 65MB trên giây, một cái tốc độ truy xuất cũng rất là nhanh. Cái thẻ nhớ này thì nó hỗ trợ đọc lên tới 95MB, tức là nó sẽ chưa có phát huy được hết cái hiệu suất của cái thẻ nhớ. Chúng ta cần thiết bị có cái bộ nhớ mà nó truy xuất nhanh hơn thì sẽ hay hơn. Như vậy là LG G5 thì đã nhanh hơn S7 khoảng 4 giây trong cái thao tác chép từ thẻ nhớ vào bộ nhớ trong. Với việc sử dụng UFS 2.0 thì rõ ràng bộ nhớ của G5 đã nhanh hơn đáng kể so với bộ nhớ của LG G4. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành chép ra. Mình chọn thư mục download cái tập tin 2GB lúc nãy chúng ta chép, chọn lệnh copy, sau đó chọn thẻ nhớ ngoài. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục bấm giờ. Như chúng ta đã thấy thì cái chiếc thẻ nhớ nó có cái tốc độ ghi lên tới 90MB. Chính vì vậy mà tốc độ truy xuất từ bộ nhớ trong ra thẻ nhớ cũng được đảm bảo khá là tốt trên chiếc Galaxy S7. Và bây giờ chúng ta sẽ xem cái thời gian kết thúc của cái phiên chép này là bao nhiêu. Tất nhiên là tốc độ khi mà chúng ta chép từ bộ nhớ trong ra thẻ nhớ thì sẽ chậm hơn là tốc độ chép từ thẻ nhớ vào bộ nhớ máy. Có thể thấy là cái tốc độ chép dữ liệu từ bộ nhớ trong ra thẻ nhớ trên chiếc G5 thì nó nhanh rất là nhiều, nhanh rất là nhiều so với S7. Thì mình hy vọng là bài thử của mình nó có thể khách quan một chút. Thì ở đây bạn có thể thấy là 33 giây, tức là nó chỉ nhỉnh hơn 1 giây so với cái tốc độ chép vào từ thẻ và trong bộ nhớ trong của Galaxy S7. Thì tiếp theo mình sẽ tiến hành chép cái thư mục mà nó có nhiều cái tập tin hơn để mình kiểm tra tốc độ. Chúng ta sẽ bấm. Có vẻ là đối với một tập tin 1,85GB thì cũng không làm khó được G5 trong cái bài test này. Galaxy S7 cũng là máy hỗ trợ UFS 2.0. Chính vì thế cái tốc độ truy xuất bộ nhớ nó sẽ tương đương với lại LG G5 về lý thuyết. Và thực tế thì rõ ràng là nó chỉ thua G5 đúng có 1 giây về cái tốc độ chép thư mục hỗn hợp với cái nhiều tập tin ở bên trong. Thì chúng ta sẽ tiến hành chép ra. Chúng ta sẽ bấm. Trong bài kiểm tra chép từ bộ nhớ trong ra ngoài thẻ nhớ thì lần này Samsung có nhanh hơn một chút, thời gian là 1 phút và 5 giây so với 1 phút và 11 giây của LG G5. Thì rõ ràng là chúng ta thấy là Samsung vẫn có được một cái sự ổn định trong cái việc chép dữ liệu giữa bộ nhớ trong và thẻ nhớ, thì điều này họ đã làm tốt hơn. Bài kiểm tra này thì mình sẽ test cái tốc độ truy xuất dữ liệu của bộ nhớ trong. Thì công việc rất là đơn giản, chúng ta chỉ cần copy cái tập tin này sang một cái thư mục khác thôi. Thì ở hai máy này chúng ta có thể kiểm chứng ngay lập tức mà không cần phải tuần tự như là những cái bài test trên, vì mình chỉ có một cái thẻ nhớ. Bạn có thể chép ra một cái thư mục bất kỳ nào đó trong thiết bị, ví dụ bây giờ mình mua Home đi, mình chọn thư mục Alarm chẳng hạn. Và bây giờ mình sẽ tiến hành chuẩn bị nha, 1, 2, 3. Tốc độ truy xuất dữ liệu của máy nào nhanh hơn? Như vậy là S7 vẫn giữ rất là tốt cái phong độ của mình khi mà họ vẫn tối ưu được cái bộ nhớ UFS 2.0 trên Galaxy S7 từ Galaxy S6. Trong khi đó, lần đầu tiên với việc sử dụng bộ nhớ UFS 2.0 thì LG cũng đang thể hiện cũng rất là tốt, mặc dù chưa tốt bằng cái thao tác mà họ chép thẻ nhớ.
Thì ở đây là kết quả của LG G5, thì cái tốc độ chép nó thua với Galaxy S7 rõ ràng. Thì khi mà LG làm chiếc máy này đầu tiên sử dụng bộ nhớ UFS 2.0 thì họ sẽ chưa có đủ kinh nghiệm so với Galaxy S6 hay Galaxy S7, vì trước đó Galaxy S6 cũng được trang bị rồi. Bây giờ mình sẽ chép cái thư mục có nhiều tập tin, dung lượng vào khoảng 1.85GB. 1, 2, 3. Trong cái bài test hỗn hợp này thì LG lại có cái thời gian nhanh hơn. Ở đây là chúng ta có 20 giây, thì mình trong bài thì mình sẽ ghi là 19 giây tại vì mình có bấm hụt một cái. Rồi, như vậy chúng ta đã có kết quả của Galaxy S7. Trong một số trường hợp test thì mình nhận thấy là sẽ có những trường hợp là G5 nhanh hơn và S7 nhanh hơn. Thì tổng thể hai chiếc máy đều có bộ nhớ truy xuất dữ liệu rất là nhanh nhờ UFS 2.0. Đồng thời thì hai máy cũng đều hỗ trợ thẻ nhớ, và khả năng giao tiếp giữa thẻ nhớ và bộ nhớ trong nó được cải thiện hơn rất là nhiều so với những cái dòng máy trước đây. Những dòng máy bình thường sử dụng eMMC cũng như là thẻ nhớ kết hợp thì rõ ràng thì S7 và G5 đều hỗ trợ thẻ nhớ cũng như là bộ nhớ trong tốc độ truy xuất cao, và bạn hoàn toàn có thể mua những cái thẻ nhớ chất lượng cao, tốc độ truy xuất cao để sử dụng cho nó. Trong cái bài test này thì mình sử dụng hai chiếc USB OTG. Ở đây chúng ta có USB-C của SanDisk và USB Micro USB 2.0 hai đầu, và đầu này cũng là 3.0. Tuy nhiên thì trong bài test này chắc chắn cái sự thiệt thòi sẽ dành cho Galaxy S7, vì lý do là LG G5 hỗ trợ USB Type-C và có chuẩn là USB 3.0 hoặc là 3.1, mình cũng không nhớ rõ, nhưng mà chắc chắn là cái tốc độ khi mà chép vào USB nó sẽ nhanh hơn so với Samsung. Và bây giờ mời các bạn xem cái bài test này. Chúng ta sẽ copy một cái thư mục có nhiều tập tin lên tới 1.85GB, và chúng ta sẽ chọn cái vị trí để chép. Rồi, chuẩn bị bấm ha. 1, 2, 3. Như các bạn thấy, rõ ràng là với việc trang bị USB Type-C với băng thông là USB 3.0 thì LG G5 sẽ thể hiện tốt cái khả năng chép dữ liệu từ điện thoại vào máy tính nhanh hơn so với chiếc Samsung Galaxy S7. Rõ ràng với việc không trang bị cổng USB Type-C thì Galaxy S7 đã hơi thiệt thòi so với chiếc LG G5. Thì nhờ USB Type-C, USB 3.0 thì chúng ta có tốc độ chép từ máy vào máy tính sẽ nhanh hơn. Tuy nhiên trong cái bài test này, khi mà mình chép ngược lại ra thì lại có một cái sự bất ngờ nhẹ, đó chính là chiếc SanDisk USB Micro USB 2.0 khi mà chép vào Galaxy S7 thì lại nhanh hơn LG G5. Lý do vì sao? Đó là tốc độ ghi của chiếc USB SanDisk này có phần chậm hơn so với chiếc USB SanDisk Micro USB 2.0. Thì đây là câu chuyện của chip nhớ trên USB Type-C, chứ mình chưa thể nào test kỹ được cái tốc độ ghi thực tế. Khi nào mà mình có thể kiếm được một cái USB Type-C mà có tốc độ ghi nhanh hơn thì mình sẽ thử nghiệm lại cái tốc độ chép từ bộ nhớ trong ra USB Type-C trên LG G5. Như vậy là mình đã hoàn thành xong bài kiểm tra dữ liệu tốc độ thẻ nhớ với nhiều các phương thức khác nhau. Hy vọng là bạn sẽ có một cái nhìn tổng quan về hai chiếc máy Samsung Galaxy S7 cũng như là LG G5 về khả năng truy xuất dữ liệu thẻ nhớ cũng như là bộ nhớ trong. Xin cảm ơn các bạn.